em xóa toàn bộ, em cứ xem lại cái tài khoản, các trang của số lượng tài khoản. Ở bên Facebook em nhắn tin với tên SC đúng không? Ừ. Đấy, cứ trang của số lượng tài khoản em đặt ra. Và đi được xin. Cô làm cho anh. Đi xin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.